tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cho cá rồng ăn rết. Như các bạn thấy nè, rết rất là nhiều. Thì các bạn muốn cho cá rồng ăn rết á, thì các bạn cứ đến địa chỉ 246 Hồ Văn Huê mua rết. Rết đây nhiều lắm, rết lớn, rết nhỏ, có đủ hết. Sau khi mua rết xong á, các bạn bắt rết ra khỏi chai. Sau khi bỏ chai xong á, bạn kiếm một cái gì đó bạn giữ nó nha. Để chi? Để bắt đầu bạn bắt ra cho nó ăn. Giống vậy nè, nó bắt lên vậy nè, đó, các bạn thấy không? Đó. Các bạn cố gắng mua con rết nào mà sung sung á, càng bự càng tốt. Còn nếu cá rồng bạn nhỏ thì mua những con rết nhỏ thôi, vừa. Sau khi mà bỏ ra xong á, các bạn bắt đầu bạn gấp nó ra. Đó, thấy chưa? Các bạn có thể bỏ trực tiếp vào hồ cho nó, cho cá rồng nó ăn. Hoặc đơn giản á, các bạn cứ chụp đầu nó. Sau khi chụp đầu con rết xong á, các bạn bẻ ra từng khúc nhỏ cho con rồng nó ăn. Nhớ các bạn giữ kỹ nha, các bạn mà lơ tay một tí là con rết có thể cắn các bạn. Cái này tôi chơi dơ tí á, chứ đúng ra phải dùng kéo lấy kéo cắt nhỏ ra. Ý má ghê quá. Đó, mém nữa nó cắn á. Các bạn cẩn thận nha, ai mà làm quen tay rồi á thì hãy làm giống tôi, còn không là nguy hiểm lắm. Đó, đối với con cá rồng nhỏ đó, nó chưa thể nào ăn hết nguyên con, các bạn hãy xé nhỏ ra cho nó ăn nha. À, cá rồng mà khi mà đã ăn rết rồi á, nó rất là thích và sau này nó sẽ rất là sung. Không, con như con rồng của tôi nó còn nhỏ quá, thành thử là nó chưa nhai hết được. Cũng tương tự như vậy, bạn tiếp tục xé nhỏ con rết ra và tiếp tục cho con cá rồng khác ăn. Như cá rồng bên nhà còn nhỏ mà rết tương đối to nên thành thử là nó ăn hơi khó tí. Như con này chắc mới ăn no rồi, thành thử nó không ăn. Còn dưới đây nè, các bạn thấy không? Đó, bự quá, nhai không được. Ôi, rết này có trứng luôn. Sướng rồi. Đây, để tôi quăng nguyên khúc dài vô cho các bạn ngắm nha. Đó. Thường những con cá rồng từ size 30 trở lên á thì bắt đầu ăn nguyên con rết lớn được. Mà những cái size nhỏ hơn á, bắt buộc các bạn phải xé nhỏ ra nha. Đó. Đây là cách cho con cá rồng ăn rết. Size nhỏ, xé từng miếng nhỏ cho cá ăn. Size lớn cứ việc bỏ nguyên một con.